đơn giản mà tinh tế. Khi miêu tả về cuộc đời đẹp nhất, có người từng nói, vừa có tâm hồn nhạy cảm, vừa có thần kinh vững chãi, vừa có bầu nhiệt huyết sục sôi, vừa có ánh mắt trầm tĩnh, vừa có tư tưởng sâu lắng, vừa có hứng thú đời thường, vừa có chất thơ bay bổng, ngẩng mặt ngắm trời sao, vừa có sự kiên định, làm tới nơi, tới chốn, kiên nhẫn trải qua đêm dài để đón chào bình minh, khi trong đêm tối vẫn tin vào ánh sáng, bước trên đường đời với tâm thần vững vàng và nụ cười trên môi, thong thả dạo bước, nhìn ngắm nước non. Thật là cảnh tượng đầy chất thơ. Đây chẳng phải là đặc quyền của riêng ai, dù cuộc sống đơn giản, bình dị, ta cũng có thể làm nó trở nên tinh tế và đậm chất thơ. Có một bà mẹ luôn thay đổi thực đơn, cách trình bày hộp cơm cho cậu con trai vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa bắt mắt. Cô thường chụp ảnh hộp cơm đăng lên blog kèm công thức cụ thể, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, cũng phải đi làm, lo chuyện nhà cửa, bếp núc. Điểm khác biệt duy nhất là cô không coi việc nấu nướng là nghĩa vụ, mà cô coi đó là một kiểu hưởng thụ, gửi gắm tình yêu cho con cái, gia đình và cuộc sống trong từng món ăn. Thề nhắc đến sự tinh tế, nhiều người nghĩ ngay tới tiền, vì cho rằng tinh tế nghĩa là đẹp, mà muốn đẹp thì phải có tiền. Thật ra không phải vậy, cuộc sống tinh tế chú trọng đến tinh thần hơn là vật chất. Có một ông chủ tiệm sách đã hơn 40 tuổi, vẫn giữ lối sống đầy chất nghệ sĩ. Ông hay vẽ tranh lúc rảnh rỗi, sở thích này đã theo ông từ khi ông mười mấy tuổi. Hồi ấy nhà nghèo, mẹ không cho ông mua giấy bút và màu vẽ, bảo rằng như thế quá lãng phí. Khi nào có nhiều tiền, hắn đi đến nghệ thuật. Mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy. Ông lại cho rằng, nghệ thuật không liên quan đến tiền bạc. Người giàu chưa chắc đã biết cách thưởng thức nghệ thuật cùng vẻ đẹp tao nhã của cuộc sống. Ông dành tình cảm cuồng nhiệt cho hội họa. Vẽ không phải để cho ai xem, càng không phải để học đòi văn vẽ. Chỉ đơn giản là khắc họa những điều mình thấy và cảm nhận, gửi gắm vào đó tình cảm với cuộc sống. Ông thường nói, con người phải sống một cách nghệ thuật. Còn một chàng trai khác vừa tốt nghiệp đại học sư phạm đã được phân đến dạy ở trường bản của một vùng núi hẻo lánh. Vì xa xôi cách trở nên 2 tháng anh mới về nhà một lần. Hầu hết bạn cùng trường đều ở lại thành phố. Sự chênh lệch này khiến anh buồn bã và thất vọng. Tháng thứ 3, sau khi nhận việc, bố anh lên thăm, khen nơi đây có sông suối nên thơ, cuộc sống đơn sơ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Anh than thở, cuộc sống ở đây khổ cực quá. Bố anh lại khuyên anh, phải học cách thích nghi với hoàn cảnh, rồi sẽ đến lúc khổ thật cam lai. Nghe lời bố, anh yên tâm hơn nhiều, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thú vị ở trong trường. Mấy năm sau, anh rời khỏi ngôi trường ấy, nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày cúc bạc hái dưới rào đông, núi Nam thanh thản đứng trong đồng, cảm thấy tuy giản dị mà đủ đầy. Về sau, anh học theo bố, sống trong một cuộc đời như thơ, dẫu gặp tình cảnh nào vẫn ung dung mỉm cười. Có lẽ nhìn cuộc đời của họ, bạn sẽ có suy nghĩ và cảm nhận khác về cuộc đời. Cuộc sống vô vị, nhạt nhòa hay phong phú, đầy ý thơ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân. Đừng biến bận rộn thành lý do để tạm bợ, cũng đừng biến tiền bạc thành tiền đề của cuộc sống tinh tế. Nếu bạn thật lòng mong muốn cuộc sống nhạt nhẽo đến mấy cũng có thể dập phong cảnh tên thơ. Cuộc đời có đơn giản đến đâu cũng có thể tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ. Thế giới của tâm hồn luôn bao la thế giới mà đôi mắt nhìn thấy. Trích từ Không sợ đêm đen, bởi trong lòng có ánh sáng.